Xin chào các bạn khán giả của Dòng Máu Lạc Hồng. Hòa cùng không khí Tết năm 2023, quân đội nhân dân Việt Nam bắn chào mừng bằng một loạt vũ khí hiện đại bí mật trong kho quốc gia. Từ tên lửa Iacon, Kalib, Sosnar cho đến Yak-130 ném bom, tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa Gepard và đặc biệt, một vũ khí bí mật cất trong kho hơn 17 năm qua đều được đem ra trình diễn, khiến người dân sau khi xem xong chỉ còn biết thốt lên ba chữ quá tự hào về nền quân sự của Việt Nam. Cụ thể thì trong bản tin Quân sự Quốc phòng dấu ấn 2022 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam được công chiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa qua. Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam đã chọn đăng tải một loạt các thước phim quý giá về hoạt động huấn luyện diễn tập bắn đạn thật của toàn bộ các quân binh chủng, các quân khu, quân đoàn, các sư đoàn không quân, các lữ đoàn hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam. Một bất ngờ là ở đoạn cuối của bản tin kéo dài 6 phút 30 giây, người xem đã lần đầu tiên được chứng kiến các binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam phô diễn một loạt khí tài mà trước đó luôn được giữ kín. Đoạn video chỉ dài hơn 1 phút nhưng có sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại như tàu ngầm Kilo, tàu Gepard 3.9 và đặc biệt nhất trong số này chính là loại vũ khí mà khiến cộng đồng yêu quân sự gieo hò những ngày qua, K-300P-PASSENP. Ở phút thứ 19 của video đã xuất hiện hình ảnh của một bệ phóng thẳng đứng với hai ống phóng chĩa thẳng lên trời, một đặc trưng không thể sai vào đâu được của hệ thống tên lửa K-300P-PASSENP. Sau đó, ầm một tiếng, tên lửa đã sơi bệ phóng theo phương thẳng đứng, bẻ góc 90 độ, lao vụt ra hướng Biển Đông. Vụ phóng kết thúc với màn đánh trúng tàu bia ở một cự ly bí mật. Sở dĩ những hình ảnh này quý giá là vì tính đến nay cũng đã đến hơn 11 năm chờ đợi, thì lần đầu tiên chúng ta mới được xem các thước phim ghi lại khoảnh khắc Hải quân Việt Nam khai hỏa thành công hệ thống tên lửa hành trình này ra Biển Đông. Trước đó, trong những bản tin quốc phòng, chúng ta chỉ được thấy vũ khí này cơ động ra chiến trường. Được biết, K-300P-PASSENP là một khí tài dùng để phòng thủ ven biển, được NATO định danh là SSC-5 Stukey và đánh giá rất cao vì hiện nay nó vẫn chưa có đối thủ tương tự trên thế giới. Với tầm bắn lên tới 300 km, mỗi tổ hợp tên lửa loại này có thể bao quát, bảo vệ một đường bờ biển lên tới 600 km từ vị trí triển khai trận địa. K-300P-PASSENP dùng đạn tên lửa hành trình Iacon dài 8,9 m, đường kính 0,7 m, nặng 3 tấn, sải cánh 1,7 m, mang đầu đạn 200-250 kg. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại, có chức năng tự dẫn đường, thuộc dạng bắn và quên, tránh được radar địch, tốc độ bay siêu thanh 2.600 km/h và độ cao tối đa 15 km. Báo nước Nga cho biết, Nga đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống PASSENP cho Việt Nam vào năm 2005 và đã giao hai hệ thống này cho Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến tận hôm nay, chúng ta mới lần đầu được chứng kiến PASSENP khai hỏa trực tiếp bắn hạ mục tiêu trên Biển Đông. Theo nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng, một sản phẩm đã mua từ 17 năm về trước giờ mới được công khai ra trước công chúng, đồng nghĩa với việc trong kho bí mật quốc gia đã có một vũ khí hiện đại hơn. Vũ khí đó là gì vẫn chưa ai biết, nhưng chắc chắn với tính chất đặc thù của quân đội nhân dân Việt Nam, vũ khí mới đó sẽ có tính răn đe cao, đủ để gây sát thương lớn hơn nữa với kẻ thù. Quân đội Việt Nam trong lối đánh từ xưa đến nay vẫn luôn chú trọng tiêu diệt sinh lực địch. Do đó, vũ khí mà quân đội Việt Nam sở hữu, mua hoặc chế tạo đều luôn có sự nghiên cứu áp dụng kỹ càng thì mới đưa vào biên chế. Không những thế, vũ khí đó còn phải kết hợp được với lối đánh tinh hoa của dân tộc Việt Nam, đó là phải làm sao lấy ít đánh nhiều, lấy tinh hoa đánh số lượng. Có thể vũ khí của Việt Nam tự chế tạo, về tầm xa, sức sát thương sẽ không khác những quốc gia khác, nhưng chắc chắn sẽ có những khác biệt để cho nó phù hợp với lối đánh truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng trong đoạn video dài hơn 1 phút trên, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Trần Hưng Đạo với số hiệu 015 ở phút thứ 35. Và cũng không thể khán giả phải thất vọng, ngay sau khi con tàu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, một luồng ánh sáng từ hệ thống phóng của tàu đã lóe lên, đạn đã từ pháo tên lửa Palma xé gió và vút lên không trung. Được biết, pháo tên lửa Palma là một tổ hợp phòng không được các nhà sản xuất Nga tích hợp tàu hộ vệ Gepard 3.9. Tổ hợp này gồm có hai khẩu pháo tự động AK-630M12 và 8 tên lửa phòng không tầm gần Sosnar. Trong đó, hai khẩu pháo bắn nhanh có thể tạo ra cơn mưa đạn với tốc độ bắn lên tới 10.000 viên một phút.
Mật độ hỏa lực này đảm bảo xác suất tiêu diệt các mục tiêu bay tầm gần ở mức độ cao nhất. Còn với tên lửa Storm-R, loại tên lửa mà chúng ta thấy trong đoạn video có tầm bắn 10 km, cùng với tốc độ bay tối đa 900 m/s, nhanh hơn cả máy bay F-16 của Mỹ khi chỉ có tốc độ 300 m/s. Máy bay cường kích A-10 có tốc độ 200 m/s, đảm bảo diệt gọn những mục tiêu giá trị cao như máy bay ném bom, tiêm kích tấn công có thể làm nguy hại đến con tàu. Và một điểm nhấn không thể bỏ qua chính là sự xuất hiện của tàu ngầm Kilo ở đoạn đầu của video. Cũng một lần nữa, ở phút thứ 8 của video, ánh sáng lóe lên và một quả đạn tên lửa bay phút lên không trung. Sau đó, đánh trúng vào một con tàu bia trên biển. Đáng nói, theo đoạn video, dường như tàu ngầm Kilo đã khai hỏa khi còn lặn sâu dưới biển và quả tên lửa đã xé mặt nước trước khi bay vào không trung. Vì khoảng cách khá xa nên chúng ta không thể xác định được đây là mẫu tên lửa nào. Tuy nhiên, vì nó đánh trúng con tàu bia nên có thể đoán đây chính là tên lửa diệt hạm 3M54E, mang đầu đạn nặng 200 kg. Khi bắn ra sẽ bay cách mặt biển 20 m, sắp đến mục tiêu sẽ hạ độ cao xuống 10 m để tàu chiến đối phương khó phát hiện và chống trả. Loại tên lửa này có tầm bắn xa tối đa 60 km. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là tên lửa hành trình Calip, vì trong số vũ khí uy lực của tàu ngầm Kilo 636, ngoài ngư lôi ra thì còn có hệ thống tên lửa hành trình Calip, hay còn gọi là Club S. Một tàu ngầm Kilo theo thiết kế mang được 4 tên lửa Calip, có loại dùng diệt hạm và cả loại dùng tấn công đất liền. Calip trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam có đầu đạn nặng 200 kg, phóng đi bằng ống phóng ngư lôi loại 533 mm. Tầm bắn của loại tên lửa hành trình này tối đa 300 km. Nhưng đáng sợ nhất là khi còn cách mục tiêu khoảng 15 km, tên lửa này khi đang bay ở độ cao chỉ 30 m sẽ tăng tốc lên đến 3000 km/h, tức chưa đầy 20 giây nó sẽ đánh đúng mục tiêu, quá nhanh để đối phương có thể đánh trả. Thưa các bạn, có thể nói năm 2022 quả thật là một năm thành công trên mọi mặt trận của Việt Nam. Từ việc mở cửa hậu đại dịch thành công, phấn đấu đạt được mức GDP tăng cao nhất trong 12 năm, cho đến tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Thế nên, việc công khai buổi tập bắn đạn thật của hàng loạt khí tài vừa qua có thể được xem như là màn pháo hoa ăn mừng thành tựu năm 2022 của Việt Nam. Được biết, theo thông tin từ bản tin quân sự Dấu ấn quốc phòng năm 2022, thì trên khắp các thảo trường lớn nhỏ trên cả nước hiện nay, hầu như không một ngày nào thiếu đi không khí huấn luyện, cũng không một tháng nào không có các cuộc diễn tập. Từ diễn tập phòng thủ quân khu tỉnh, huyện, xã, cho đến diễn tập bắn đạn thật của các lực lượng, diễn tập đối phó địch sử dụng công nghệ cao, đến diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện cường độ cao với nhiều điều kiện yêu cầu khắt khe như thực chiến ngoài chiến trường. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy tiêu chí đảm bảo việc huấn luyện sát với thực tiễn. Chỉ có như vậy mới có thể là cách hiệu quả nhất để bộ đội làm quen với môi trường tác chiến ngày càng phức tạp. Cũng chính vì thế mà chúng ta có thể tin rằng buổi tập trận bắn đạn thật vừa qua, những khí tài mà quân đội Việt Nam đang sử dụng đó không chỉ là lâu lâu đem ra trình diễn cho vui, mà việc sử dụng đó còn rất sát sao với chiến trường, đặc biệt là chiến trường ở Biển Đông.